Nhưng nếu lỡ cư sĩ cách chức hồi hướng công đức mỗi khi hộ niệm, ban hộ niệm chúng con mỗi lần hồi hướng công đức thường hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, quan gia trái chủ của người bệnh. Chư vị có thể làm việc này cũng sao, nhưng mà nhắm đến là nhắm đến người bệnh là chính, và quán thân trái chủ. Tại vì thường chúng ta đi hộ niệm là có điều giải quán thân trái chủ, thì chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật tử Trần Văn Y, pháp danh là Ích, và cùng hồi hướng cho pháp giới hữu duyên, chư vị trong chúng sanh trong pháp giới hữu duyên với Phật tử Trần Văn Ích, pháp danh là Y. Nguyện chư vị đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai có thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết Phật báo thân này, đồng sanh cực lạc. Như vậy là đủ rồi. Có những nơi nói là cùng biến pháp giới chúng sanh cũng được, không sao, cũng không có gì mà trở ngại. Chứ vì có hồi hướng cho cứu quyền thất tổ nội ngoại của người bệnh cũng được, cũng không sao. Nhưng mà thường thường là hồi hướng cho chư vị quán thân trái chủ, mà mình biến chủ quán thân trái chủ thành chư vị trong pháp giới hữu duyên, thì ông bà cha mẹ cũng là chúng sanh trong pháp giới hữu duyên. Nhưng mà mình nói ngay những người có quen có biết, biết thuận biết nghịch gì đó cũng là của chúng sanh, tức là trong đó bao gồm là những người mà quán thân trái chủ hay là bà con thân nhân gì của ông có thể chung trong đó cũng được. Tại vì có thể nhiều khi ông bà cha mẹ họ biến thành quán thân trái chủ họ cũng có, chúng ta nói chung như vậy cũng được rồi. Không có gì khó khăn lắm.